gắn với việc triển khai cuộc vận động làm thay đổi nếp nghĩ cách làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát nghèo bền vững. Thời gian qua, thành phố Con Tum tích cực tuyên truyền vận động, hướng dẫn người dân tộc thiểu số áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất để nâng cao năng suất, sản lượng, giảm công lao động. Với phương châm đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà, hệ thống chính trị, từ thành phố đến cơ sở, thường xuyên đến nhà hội dân người dân tộc thiểu số, hướng dẫn cách làm ăn, áp dụng khoa học kỹ thuật để nâng cao hiệu quả sản xuất. Đến nay, đa số hộ người dân tộc thiểu số biết sử dụng máy móc, các loại phân bón để trồng lúa nước, sử dụng nông cụ thay cho sức lao động của con người, biết lựa chọn cây trồng vật nuôi cho năng suất sản lượng cao, áp dụng mô hình tưới tiết kiệm nước trong sản xuất nông nghiệp, tưới nước tự động, nước nhỏ giọt, bạc phủ dự ẩm đất, nhờ đó năng suất lao động ngày càng được nâng lên cuộc sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng ổn định nhiều hộ xây dựng nhà ở kiên cố khang trang mua sắm tiện nghi sinh hoạt gia đình góp phần xây dựng thành phố con tum ngày càng phát triển